Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cho các bạn coi thêm một video nữa. Và được rồi, ở cái video này thì mình sẽ không mua skin mọi người ạ. Bởi lần này thì mình sẽ mặc cái bộ đồ trong thèm cực. Bởi vì sao? Bởi vì lần trước tôi có đọc comment của một ông comment ở trên cái video tôi, ông bảo rằng là bảo anh ơi, sao anh nghèo gọi là không khác gì mớ dòng tơ, nghèo nát như cái mớ dòng tơ đấy. Anh không có tiền mua thẻ cực hay sao mà suốt ngày đi mặc mấy bộ đồ mua skin đấy. Nghe xong cô ấy tôi cáu vãi chưởng luôn. Thực ra tôi nói cho ông biết nhá, là tôi là luôn luôn có những bộ đồ thẻ cực, mùa nào tôi cũng có hết luôn. Chả qua là tôi có thích mặc hay không thôi, mấy ông hiểu không? Các bạn là mua skin đẹp hơn mà. À, vừa nói cái là thấy một con bò lạc là ai? Úi giời, vút vào đầu nó nhưng mà nó chết chết mọi người ạ. Nào ra đây. Ra đây nào bạn ơi. Bạn xuống à? Bạn sâu ra được. Ra đây. Ôi giùm cậu ơi. Rồi. Mù mắt anh em rồi. Nào, mày ra đây nào. Rồi ôi ok nhá. Mãi mới có được cái mạng ngủ đầu tiên. Mệt thế không biết nữa. Bắt cái trưởng luôn thanh niên cứ chạy ngang chạy dọc. Chạy lên chạy xuống này thì bố mà bắt được. Ok, bây giờ chúng ta đã có cái bảng hàng ngũ đầu tiên ở quanh khu đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm thêm người mọi người nhá. Tôi nghe tiếng chân khá là gần, khả năng cao trên này có người này, cứ câu lưỡi đạn lên cho chắc cái đã nhá. Người à, bỏ lại rồi, rồi ôi mà hạ ngục thứ hai quá nhanh và easy luôn, mọi người thấy gì chưa? Ngày nó vừa nhảy xuống phát là coi như một phát headshot vào thẳng đầu luôn, đạn là kim thẳng vào thẳng đầu luôn, không thể nào mà chạy được em ạ, muốn chạy không xong. Ấy, nói chung là gặp tôi đã bảo rồi là phải né né ra, cứ gặp tôi là chắc chắn là xanh cỏ rồi, không thể nào mà chạy được. Ô, mãi ngồi sàng xím mấy ông vãi vất bố nó luôn mà về mười ra, bây giờ còn đúng tí đạn này, cay vãi chửi luôn anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đu lên phía trên cái khu cổng trời xem sao nhá. Nào. Đó mọi người thấy cái bộ đồ thợ vũ của mình đẹp không? Mẹ tôi có từ lâu rồi, tôi có mé thằng mặc cho mấy con coi ấy. Bò lạc. Ôi bạn ơi, nào nhảy xuống xe tải này. Nhảy xuống xe tải. Vãi trưởng Bola P, vãi trưởng Bola P anh em ơi. Cái đù má, có đúng Bola P. Mày đây. Nào, nãy giờ mày bắn tao nhiều đấy, con chó cắn trộm mày nữa. Vớ pha phần, dám đi cắn trộm mình mọi người ạ. Đang cái lúc mà người ta đang đi du lịch gọi là đang đi du lịch cái cáp treo ấy, đang gọi là danh lam thắng cảnh đang được tham quan thì thế quái nào mấy cái bạn mấy đạn đấy nó là vô thẳng vào đầu mình. Ô tổ tiên sư nó cày thế không biết đấy chứ. Bò lạc này trước mặt này hơn thằng này không để ý à, không để ý là ai. Ôi tôi vô đầu ai đó rồi. Ôi tay điện cuống tiền, mọi người thấy quả đấy không, nó dùng súng bắn tỉa kiểu cuống tay vãi trưởng ra luôn, tôi đã không kịp bắn gọi là bắn tứ ta tứ tung lên con chúng người vào một người mình đâu mọi người, khổ thân thanh niên này vãi nhái ấy luôn đấy, thương thực sự luôn. Đấy, và thực ra ở cái video này mình quên không báo mọi người, đấy là mình sẽ thử test sức mạnh của khẩu súng trường nó đang bị lãng quên ở trong thời điểm hiện tại. Bởi vì như mọi người biết đấy, là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái mẫu mã súng trường mới, kiểu skin súng các thứ mới ra, thậm chí là súng mới là cũng ra luôn. Đấy, và mọi người đã để quên một cái khẩu và nó rất là khỏe luôn, đấy chính là cái khẩu súng trường 329 mọi người ạ. Thì cái khẩu súng trường này chi tiết sức mạnh sẽ ra sao ấy thì chúng ta sẽ cùng mình xem hết cái video này mọi người nhá. Bây giờ là mới được cầm 29 này. Nào, mày ra đây là mày chạy đâu phải nắng, chạy đâu phải nắng. Nào mày ra đây à, mày trốn sau bức tường đi, dụng kẹo. Mày làm gì? À biết ngay nó nổ súng mà, ra đây. Nào nổ súng tiếp đi, dụng kẹo bạn. Đấy là nổ súng biết ngay mà, ra đây, phải nắng chạy đâu phải nắng em ơi, chạy đâu phải nắng. Đâu đâu vào đây, bạn đừng có bắt mình nhá. Đừng mà thấy mình hiền mà dễ bắt nạt nhá. Ấy, và còn một điều nữa mà mình quên không nói với các bạn đấy là M29 là có thể là phá được cái quả của keo chúng ta như bình thường luôn. Đấy là trước khi mà cái khẩu súng bắn tỉa M287 của chúng ta ra đời ấy thì mọi người rất là hay sử dụng cái khẩu súng trường M29 bởi vì nó phá một keo rất là tốt luôn mọi người ạ. Ấy, tí nữa là mình sẽ tìm thằng nào mà đang dựng một keo mình bắn mọi người coi nhá. À mày ra đây nào, dựng keo ra đạn, mày ra đây bắn đi, mày bắn đi. Ui mà bơi không được rồi, rút M29 ra luôn, hiểu không bạn ơi. Chúng mà khẩu này thì cảm giác là cầm nó hơi nặng bởi vì khi mọi người cầm cái khẩu súng trường ấy thì cái tốc độ chạy của các bạn nó sẽ bị giảm xuống khá là đáng kể, nên là các bạn phải để ý khi mà sử dụng cái khẩu súng trường này thì các bạn không nên cầm khẩu súng này để chạy nhá, chắc chắn nó sẽ giảm tốc độ các bạn, nhất là khi mà các bạn đang dùng để chạy ở cái vòng bò ấy thì mình đảm bảo với các bạn là khả năng cao là các bạn sẽ toi mạng ấy, mình nghĩ lắm. Đó thôi, nói chung là nói chơi vậy thôi chứ thực ra cái khẩu súng trường 29 tạo khá là ngon và cũng như cực kỳ là khỏe luôn. À, chi tiết thì cái khẩu súng trường 29 ta nó sẽ kiếm ở bên trong những cái hòm thính mọi người ạ. Nhưng mà bữa nay thính thì có vẻ như khá là ít thấy ấy. Mọi người có thể là kiếm trong những cái hòm kho báu ấy. Đấy, mọi người nhảy xuống những hòm kho báu, những cái vị trí mà có hòm kho báu ấy thì tỷ lệ chúng ta sẽ lấy được 29 nó sẽ cao hơn và cũng như nó dồi dào hơn nữa. Đó. Thì lần này là mình muốn test thử cái sức mạnh của khẩu súng trường 29 và kèm theo đó là cái bộ đồ thợ vũ cho mọi người coi. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng là hai cái trang phục cũng như là cái súng này để có thể dành tốt cho mọi người coi nhá.
Ây da da, thằng nào bắn đấy, bắn rát thế bạn ơi, bạn ơi, từ từ để tôi dựng phong cao luôn này. Phải cả trưởng ra luôn đấy. Tôi vừa mới đáp xuống cái cáp treo thôi mà chưa gì ông bắn tôi như kiểu là chạy ra, như kiểu là chó cắn chủ rồi. À đâu, nói này thì sống kiểu đi chó nhà hàng xóm thì mà thấy bạn ấy, các bạn thấy nó chạy nhào ra, các bạn nó định cắn các bạn đâu. Đấy, ìa, thằng này ìa như thế, đúng không? Nào mày dậy, mày dậy. Mày làm cắn chủ à? Mày phi đao à? Phi đao người tao à? Mày ra đây. Mày ra đây nào, cắn chủ. Vỡ đầu được con chó. Mọi người thấy gì chưa? Đá bạn. Ôi, ôi cái gì đây? Cái gì đây? Ôi vãi trưởng. Cái thằng nào nó chơi vẽ này sao ấy, đâu vãi đá ra luôn đây các bạn. Ở ngay phía đằng sau luôn, dựng quả ống keo luôn này. Đó, nói chung mọi người thấy gì chưa? Đã bảo rồi, cái khẩu súng trường M29 không khác gì là cụ tổ của cái khẩu súng phá ống keo M82B cả. Gọi là khủng khiếp thật sự luôn, bắn phát nào gọi là chuẩn phát đấy luôn. Nhưng mà nó có cái nhược điểm đấy là khi mọi người cầm cái khẩu súng trường M29 này ấy, bắn nó không gọi là xuyên được sát thương qua quả ống keo như cái khẩu súng M82B chúng ta được. Đấy thì đó là cái nhược điểm. Cái thứ hai nữa là cầm nó khá là nặng nữa. Đấy thì nói chung hai nhược điểm đấy, vì thế là mọi người mình có thể nói là đây một cái khẩu súng là khá bị thất sủng với mọi người ạ. Gần như rất ít thanh niên là sử dụng cái khẩu súng này luôn. Nhưng mà về đa số chung ấy thì mình thấy là mọi người sử dụng cái khẩu súng này thì nó vẫn là ok thôi, rất là ok mọi người ạ. Không có gì vấn đề gì phải chê cả. Bởi vì khẩu súng này thì nó có cái ưu điểm ấy, chỉ cần trang bị thêm cái trang bị ống ngắm nữa là đã thành một cái khẩu súng hoàn chỉnh rồi mọi người. Thì đấy là một cái điểm rất hay của khẩu súng này. Nói chung là khẩu súng nặng thế nó cũng sẽ có ưu nhược điểm dành cho các bạn để các bạn có thể sử dụng. Ở đây thì so với những cái khẩu súng trường khác thì mọi người có thể băng đạn nó rất là dày. Và khi mà mọi người nhận được cái khẩu súng trường 129 này ấy, thì mặc định của khẩu súng trường 129 này đã có là 100 viên đạn rồi. Đó, nên là những cái bạn nào mà đang lúc đấy mà đang trong cái tình thế giao tranh chẳng hạn mà không có biết là nên lấy khẩu súng nào thì chắc chắn là nên sử dụng cái khẩu súng trường 129. Nhất là khi mà leo danh ấy thì nó sẽ rất là hiệu quả cho đồng đội và cũng như team của các bạn. Ok và được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục là đu cáp treo và tiến thẳng vào cái khu vực mà trong bo thôi. Bởi vì như mọi người đã thấy là hiện tại trong bo chúng ta là chỉ còn duy nhất là một thanh niên cuối nữa thôi là chúng ta đã thể giành top 100 trận đấu rồi mọi người ạ. Thì được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy bộ thẳng xuống cái khu vực ở phía dưới cái khu dân cư xem sao nhá. Đây đây, bắt đầu thấy hòm thính rồi. Thấy hòm thính là tôi nghi là có người lắm mấy ông ạ. Nào tôi nghi là thằng này khá cao đang ở phía trên nhà ấy. Ê, từ từ nhá, tôi bắt đầu là tôi đang sử dụng những cái gọi là trang bị mini drone cuối cùng để chúng ta có thể quét được cái vị trí của địch. Nhưng mà thật quá là gọi là mình sử dụng ngu người vãi trưởng luôn mọi người ạ. Mọi người để ý không? Mẹ để hai cái gọi là cái trang bị mini drone nó bay cùng một chỗ thế này thì quét thích quá là được. Anh em phải chia ra hai góc khác nhau ấy thì nó mới chuẩn. Sau sao bây giờ là để có thể là có được cái tầm nhìn nó bao quát hơn đấy thì mình sẽ nhảy lên trên mái nhà và sử dụng tiếp cái mini drone cuối cùng của mình mọi người nhá. Ô mình vừa nghe tiếng nổ cái gì nhỉ? Tiếng mini drone của mình đổ vì cứ tưởng là thằng kia nó sử dụng cái trang bị nổ nó bắn mình cơ, nhưng mà tạch cơ, giật cơ mình. Đây là cái trang bị mini drone cuối cùng của mình rồi và chúng ta chỉ có thể hy vọng vào cái trang bị cuối cùng này để có thể tìm được cái thanh niên cuối rồi mọi người ạ. Căng ấy nhỉ. Ông ơi, ông ở đâu thì mau mau là lòi đầu ra chứ bây giờ tôi tìm mãi mà không ra cái này thì có mà chết bỏ bà tôi à. Đâu rồi, người đâu không thấy, bo thì đáng thu. Đây rồi, mini drone đã quét được vị trí của thanh niên cuối cùng rồi mọi người ạ. Thì bây giờ không chần chừ điều gì nữa, chúng ta sẽ nhảy xuống phía dưới và tiến thẳng vào cái vị trí của thanh niên thôi. Nhưng mà trước mắt là bên chúng ta phải cuốn máu trước đẩy đã nhá. Ok nhá, là bên chúng ta sẽ tiến thẳng lên cái khu vực ở phía trên luôn. Ok, bom keo này. Đây, chúng ta chạy lẹ lên phía trên xem sao nhá. Ok, uống cái nước tăng lực để cho nó bổ sinh lý em ạ. Người đâu mà không thấy. À, có cách rồi, mình sẽ bắn lên trời để thu hút vị trí, thu hút kẻ địch. Ê, mày ở gần đây luôn à? Vãi chứ luôn, mày đâu ấy? Ê, ông ở đâu ấy, ông ơi? Ông làm tôi giật mình. Đây rồi, thấy mày rồi thì ra mày trên cái căn nhà L này. Thấy mày rồi, quả này mày tàn đời rồi em ơi. Bây giờ là tôi sẽ phải cuốn máu sau đấy là bắt đầu là ăn mừng hành động luôn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết là mình sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này rồi. Nào, cắt sổ luôn này. Nào, mày lòi cái đầu mày ra này. Chết chưa em ơi? Chết mày chưa? Cho mày chừa cái tội gọi là vác xác ra đây bắn tao à? Mày thấy chừa cái tội mày chưa? Ok và nếu như mọi người thấy video mình hay thì mọi người đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể ủng hộ cho mình mọi người nhá. Và bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau. Bye bye mọi người nhá.